Nào, hôm nay thì anh em sẽ bắt đầu vào với cái vùng chọn tiếp theo, vẫn là cái vùng chọn thôi. Thì hôm trước anh có chia sẻ cho em về cái Smart Object, và hy vọng là các bạn sẽ lưu ý cái Smart Object cho anh, bởi vì cái đấy là một trong những cái tiêu chí để mình làm cho nó chuẩn chỉnh hơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ cái giá trị số 2. Ví dụ bình thường anh sẽ đánh là 1200, anh sẽ tạo ra một cái kích thước nữa là 1200 và anh có 72, anh nhấn OK. Nào các bạn nhìn đây. Thì trong cái Smart Object, chúng ta đã đi qua được cái vùng chọn là vùng chọn hình hình vuông. Thì trong vùng chọn hình vuông thì các bạn chỉ cần nắm được cho anh cái việc chia một cái việc như sau, đó là cái những cái đây này nó thuộc vào dạng phím tắt. Em nhìn thấy phím tắt chưa? Chỗ này được gọi là shift. Ví dụ em vẽ là một cái vùng chọn, em muốn cộng vùng thì em sẽ giữ phím shift. Nhìn không? Em muốn trừ vùng em giữ phím an. Cái này đôi lúc mình sử dụng nó được gọi một cách hợp lý và kết hợp với nhiều công cụ khác để tạo ra một cái tính năng cắt hình cho nó chuẩn xác thôi. Và tất nhiên là giữ phím an là trừ vùng rồi, và giữ an shift là giao giữa hai vùng chọn, đúng không ạ? Thì vừa rồi Thắng có hỏi anh là ví dụ anh ấn shift nhé thì nó sẽ đây, nhìn chưa, ấn an thì nó sẽ như này, nó tự nhảy đến đây, và an shift thì nó sẽ tự nhảy làm sao đến cái cuối cùng, đúng không? Hiểu cái này chưa? Trong quy luật khi mà các bạn làm thì ở đây hôm trước anh cũng chia sẻ cho bạn về cái vừa group, em biết group rồi đúng không ạ? Và đưa vào group nó rất quan trọng là khi em trong group là em có thể tạo ra alpha rồi cho một cái ảnh chui vào cả một cái group, nó tốt hơn là so với là em chui vào một cái hình không. Không biết còn nhớ đoạn đây không nhỉ? Đấy. Thì trong cái phần khi mà chúng ta chọn đó là hình tròn, các bạn nhìn dùng nguyện chọn hình tròn chưa? Thì khi em vẽ ra một cái hình, em có thể giữ phím gì ạ? Shift để cho nó tròn, nhìn đúng không ạ? Nhưng để muốn mà cắt được một cái hình trái đất hay cái gì đó, em nhìn thấy cái này chưa? Tôi muốn cắt hình trái đất. Tại vì là cái mục đích của tôi là những cái đồ vật nào là được gọi là hình tròn thì em bắt buộc phải dùng hình tròn em cắt, thì như thế nó sẽ rất sắc nét. Em đồng ý anh cái điều này không ạ? Vậy thì ví dụ chúng ta có thể lên trên mạng chúng ta search một cái biểu tượng như sau. Ví dụ em cắt hình trái đất. Bây giờ mình nhìn đây nhá, chúng ta sẽ ghi là Google. Chúng ta sẽ ghi là trái đất. Sau đó thì khi mà chúng ta sẽ chọn vào cái hình ảnh thì chúng ta sẽ, em nhìn này chưa, vì một cái lý do nào đó mà em phải cắt được cái hình này, đúng không? Thì ở đây anh sẽ cho em xem mối giá trị sản phẩm, anh chuột phải chọn vào sao chép hình ảnh. Nhìn sao chép hình ảnh chưa? Nào, anh copy trực tiếp từ trên cái Google xuống, chứ anh không bao giờ lưu lại nhé, lưu lại thì nó chật ổ của anh. Em có thể chọn nữa nhé. Nên là khi mà mọi người đạt một cái độ nào đó mọi người giỏi rồi thì mọi người có thể để ảnh trên mạng chứ chả hơi đông cho vào ổ, bởi vì em có dùng hết đâu mà em biết chỗ nào, mà tất nhiên không có mạng thì chết, đúng không? Nào, vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần khi copy trên mạng thì em phải tạo ra một cái khổ giấy là Ctrl N. Thì cái Ctrl N ngay tức nó sẽ bằng đúng kích thước của em copy đấy, nó thích ở chỗ như vậy đấy, thấy chưa? Ctrl N nhá, anh chưa tạo ra một cái kích thước nào là như vậy, nhưng mà em có thấy rằng là kích thước này nó chuẩn xác như thế không? Đấy, sao chép hình ảnh trên mạng thì sẽ bằng đúng kích thước mà khi mình tạo trên Photoshop. Đấy, nó lại được cái hay ở chỗ đấy này, nó không bị thừa, không bị thiếu đâu ạ. Và sau khi mà em chọn lựa xong, em ấn OK thì em chỉ cần là Ctrl V rồi thì nó có phải là có cái hình ảnh này không ạ? Đúng chưa? Nào, công việc đầu tiên chúng ta sẽ cắt được cái hình này bằng cách như sau. Ctrl cộng phóng to, em nhìn đi, vỡ ngay hình này. Nhìn như này thì em có thấy là sắc nét kinh khủng, nhưng mà khi mình nhìn, bởi vì nguyên tắc của ảnh là phải nhìn đúng tầm nhìn và kích thước, thì dù ảnh có vỡ mấy thì mình vẫn nhìn sắc nét, bởi vì nhìn đúng kích thước thật của nó. Chứ còn nếu mà em phóng to như này thì tôi đảm bảo cho bạn biết là cái ảnh nó cũng bị vỡ rồi, đúng không? Để muốn cắt được cái hình này ra rất là đơn giản, em dùng cái hình này em kéo đây, em nhìn này, kéo đây có chính xác không ạ? Không chính xác, không, tại vị trí mình đặt còn không chính xác. Vậy thì chúng ta giữ phím shift để hình tròn đã, đúng không? Đồng thời các bạn dùng một cái tổ phím cho tôi, đó là bùng buôn chuột nhá. Chúng ta sẽ giữ phím gì, em nhìn nhá, vẽ này, giữ phím cách, nhìn phím cách chưa? Phím cách chính là dịch chuyển cái vị trí của cái hình tròn ra. Nên em biết là người ta cắt cho gốm sứ Bát Tràng ấy, người ta cắt như này nó không chuẩn được,
cắt một phát ăn ngay chứ không phải ngồi mà đồ từng tí một thì chết. Em nhìn nha, em thấy anh làm chính xác chưa? Dịch sang trái, dịch sang phải, ok. Đó, chính xác rồi đấy, được một cái không ạ? Tiếp theo nhìn lại đấy nhá, nhìn xa hơi khó nhìn, cần cho đề nhá, nhìn lại vẽ này em thấy nhá, giữ phím cách đặt vào đây, kéo thu nhỏ lại, giữ phím cách đặt vào đây, cái này xuống một tí, cái này lên thêm một tẹo, cái này sang phải một tẹo. Ok, nhìn nhá, anh cắt rất chuẩn rồi. Bây giờ để muốn có được cái vùng tròn bên này, em giữ phím shift cho anh, em kéo này, em nhìn này chưa, thì nó không tròn đúng không? Nhưng em có thể giữ phím cách, em đặt nhà, đặt từ trên xuống dưới này, đặt nhà, mình đã có một hình tương đồng đi cùng với nó. Nhìn nhá, cắt được hai hình rồi đấy. Và với cách này em chỉ việc ấn vào Ctrl Z nên thì lúc này chúng ta đã có được sản phẩm chúng ta muốn. Ok, hiểu cái này chưa? Thì đây là một trong những là đơn giản, cắt hình rất là chuẩn bằng công cụ phím gì, vùng chọn hình tròn. Với vùng chọn hình tròn thì nó có một cái sự đặc tính khác so với một cái vùng chọn hình vuông, đó là khi em chọn hình tròn, em có nhìn thấy cái chữ artist chỗ này không ạ? Thì cái artist này nó được áp dụng cho tất cả những cái vùng chọn được gọi là vùng chọn tự do, ví dụ naso hoặc là long tong hoang gì đó, em có thể dùng cái này. Tại sao thế? Bởi vì nhìn này, ví dụ em dùng một cái hình vuông, em vẽ cái hình này ra thì em có nhìn thấy cái chữ artist nó có hiện không ạ? Em nhìn thấy hình như cái chữ artist nó không hiện đúng không? Bởi vì đây là vùng chọn hình vuông nên cái sự sắc nét trên từng cạnh nó là có hết. Ví dụ tôi lập ra một layer mới. Nguyên tắc nha, để muốn đổ một cái hình nào đó thì em phải làm sao? Em phải lập ra một layer mới. Đấy. Anh cứ làm dần dần. Alt back là đổ màu phía trên. Ctrl D là gì? Dứt lệnh cái vùng chọn đó. Nhìn thấy chưa? Rất sắc nét đúng không? Anh sẽ kéo đối tượng này sang bên tay phải. Anh dùng cái biểu tượng hình tròn. Nhìn chữ artist chưa? Anh vẽ vào đây một cái hình tròn. Anh lập ra một layer mới và anh lại đổ một cái màu tiếp theo. Em thấy chưa? Cái sự sắc nét nó là khác nhau ở chỗ này. Tại vì nó là hình vuông này, nó sẽ không, nó không như này. Có nhìn thấy không ạ? Bắt đầu từ những hình tròn, hình lượn sóng hay là bất cứ một cái hình gì đó gọi là không phải là hình cơ bản thì bắt đầu nó sẽ dính những cái trường hợp mà pixel nha, nó mờ mờ đúng không ạ? Nhưng đây gọi là mờ mềm. Nếu mình vẽ mà mình không có này sao? Thử nhá, bỏ nhá, được chưa? Thì các tính thì chính là khử răng cưa, gọi là khử răng cưa cho đối tượng vùng chọn. Anh lập ra một layer mới và anh đổ một cái màu cho em xem, thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó bị vỡ hình ạ. Nhìn chưa? Vậy thì em biết cái giá trị của cái artist này chưa? Đó là khử răng cưa khi vẽ những vùng chọn gì tạp. Mọi người có thể ghi vào. Hôm trước anh có chia sẻ cho các bạn một số cái về vùng chọn rồi, thì các bạn nên lưu ý bạn làm khá khẩm lại cho anh một tí. Xong chưa? Đó, thế là được rồi đúng không ạ? Đấy thì em hiểu các tít rồi đúng không ạ? Chuột phải cái này kéo ra đây. Ok, xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái giá trị nữa, đó là 1 pixel theo chiều nằm ngang. Các bạn nhìn này, em nhìn thấy 1 pixel theo chiều ngang chưa? 1 pixel theo chiều nằm ngang, bởi vì cái này nó chỉ cần vẽ ra cái này nó tạo ra 1 pixel theo chiều ngang này cho em. Và chúng ta sẽ vẽ ra một cái nữa là 1 pixel theo chiều nằm dọc. Thì đối với trường hợp này nó chỉ ứng dụng cho việc là em design web thôi. Design web thì người ta dùng cái này rất là nhiều. Người ta dùng rất là nhiều luôn. Người ta dùng design web nhiều ở chỗ nào? Thì bây giờ tôi sẽ nói cho bạn về cái cách thức gọi là thiết kế ra một cái banner. Em ghi đi. Cách thiết kế banner. Cách thiết kế banner cho website. Đối với cái hình này thì chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ anh sẽ dùng một cái vùng chọn, đó là hình chữ nhật. Em có thấy rằng là trong website nó có một cái biểu tượng ở phần phía giữa. Ví dụ chúng ta chọn vào cửa sổ E, chúng ta chọn vào ổ D, chúng ta chọn vào desktop, chúng ta chọn vào web thời trang,
Đây là một trong những lĩnh vực mà sau này chúng ta cần phải nắm rõ là nó sẽ như thế nào, thì chúng ta ấn nó to lên một chút xíu. Em có nhìn đây là cái ảnh mà chúng ta sau này sẽ làm không? Nên tại sao anh lại nói với em là cái kết thúc của một cái Photoshop nó chính là một cái phiên bản mà em phải chép lại được một cái sản phẩm của một cái website, bởi vì trong đây nó có rất là nhiều những cái mà em phải làm. Làm thứ nhất, em có nhìn thấy chữ không? Dính nhá. Em có đây là nhìn thấy cái một pixel này chưa? Có thể làm menu nhá. Banner em phải dính. Chữ em phải dính. Em nhìn thấy banner nhiều chưa? Chữ chiếc bố cục bao nhiêu phần trăm em đều làm hết. Khung viền các kiểu thì em tất cả những cái hiệu ứng này là trong Photoshop. Em thậm chí còn phục chế ảnh, cắt ra, cắt tóc, cắt tóc cái đều phải dùng hết trong đây. Nên là làm ra một cái trang website mà đúng nghĩa của nó đấy thì em phải rất là nhuần nhuyễn những cái gọi là Photoshop. Cái gì em phải dính. Em nhìn đi, ảnh đặt nhài, text đặt nhài và đặt nền nhài như thế nào. Nhìn nha, những cái icon này thì người ta để từ Smart Object, giống như hôm trước anh đã nói với em, Smart Object em lên trên mạng em search e-core của web thì em sẽ tìm được cái Facebook rồi cái Twitter rồi Google cộng rồi Pinterest. Em đưa vào đây thì nó mới không bị vỡ hình. Chứ còn nếu mà em lại chọn là Photoshop mà em đi lấy của một thằng khác rồi thì em thu nhỏ phóng to, em sẽ tái sử dụng rất là khó dùng nhá. Em lách qua này, ở đây anh đã nói về em về cái cách thức mà chúng ta sẽ làm. Em nhìn chưa, nó rất là nhiều nhưng mà chúng ta vẽ lại được như này là chúng ta là quá tốt rồi đấy. Nhìn chưa, đây anh chỉ lấy về bố cục cho em xem thôi. Đây là rất là nhiều bố cục về website hiện tại bây giờ đang chạy, anh cho em xem. Đây là một cái người ta website của nước ngoài người ta làm rất là đơn giản thôi, đúng không? Ok, next qua một tí nữa, next qua một tí nữa, next qua một tí nữa. Em nhìn này, cái này thì anh đã dạy rất là nhiều trong phần Corel là làm thế nào để trong phần Inut làm nào để cho chữ nó chui xung xung quanh người này, cho phần trước cho phần đằng sau rồi. Đấy, em nhìn đi chưa, nó phục vụ cho việc em làm ra một cái poster nó có đẹp không. Cái poster này phục vụ cho việc thiết kế về quảng cáo, có thể phục vụ cho cái việc marketing, giống như Thủy chuẩn bị là sắp là đi em đi làm cái việc đấy. Nhìn nhá, em nhìn đi nhá, cái này cũng là tương tự như vậy đó. Đây à, cái này là phong cách của cái gì, Windows Media Win 10. Nhìn phong cách Win 10 chưa? Và khi em làm khá này thì cái việc mà em sắp xếp từ chuyển từ Photoshop sang Inut ấy, thì em sẽ có một cái cách nhìn về catalog cực kỳ thoáng đãng, chứ không phải là làm theo kiểu rườm rà nhé. Bởi vì thực chất website nó chính là một quyển catalog động, đúng không ạ? Em thấy là khi tích vào nó có đều có danh mục ạ. Thì em nhìn này, ở đây nó chứa được những cái triết lý về cái bố cục có ngang, có bố cục dọc. Như em có nhìn đây là hình vuông ạ, nhìn này chưa, ngang dọc. Ok, nhìn này đấy. Thì bây giờ anh sẽ quay trở lại với cái cách thức mà làm thiết kế. Thì cái việc đầu tiên em vẽ ra một cái banner, một cái banner thì nó sẽ có kích thước như sau. Anh sẽ vẽ một cái hình như này, anh nhìn này chưa. Thì cái công việc đầu tiên thì rất là đơn giản thôi. Em muốn làm ra banner thì em lập ra một layer mới và em đổi cho anh một cái màu. Ví dụ anh đổi một cái màu này cho em dễ nhìn hơn. Em nhìn lên chỗ này chưa. Ok, anh sẽ reset lại để cho nó nằm vào vị trí cũ. Nào, sau khi đã có hình này xong thì chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện cái việc là chọn chui vào, đúng không ạ? Để muốn chọn chui vào thì người ta sẽ làm một cách như sau. Đúng là chúng ta chọn vào Control O, chúng ta chọn vào ổ E, chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh liên quan đến cái gì đó tùy các bạn. Thì ví dụ anh chọn hình như vậy, anh sẽ chọn vào mỹ phẩm chẳng hạn. Trong phần mỹ phẩm của anh thì nó có rất là nhiều những cái hình ảnh mà anh làm. Ví dụ này, các bạn nhìn thấy cái cô gái này chưa. Thì cái công việc đầu tiên mà để muốn lấy được cô gái này sang cái hình đấy mà cho nó nhanh ấy, người ta có cách. Một là em cầm đối tượng em di sang, em thả chuột sang bên này thì nó gọi chui vào này, đúng không? Cũng tương tự như vậy, em sẽ cầm đối tượng này em di sang bên này, em kéo và thả chuột. Em nhìn chỗ này chưa, chừng nào xuất hiện dấu cộng có nghĩa là cái việc copy bạn đã thành công thì em mới có được rồi. Em nhìn này chưa. Rồi bây giờ cái việc thứ hai, em chỉ cần ấn như này cho anh, đó là Ctrl A. Ctrl A là gì, là chọn hết. Ctrl C là gì, copy. Và Ctrl V kép là xóa đi. Tại vì nguyên tắc của anh khi anh làm Photoshop thì thường thường là những cái gì không dùng đến nữa anh sẽ xóa luôn, xóa luôn cái file đi. Thì trong cái file Photoshop nó sẽ nhẹ hơn, bởi vì tránh trường hợp mà bạn vẽ 1.000 file ra sau đó thì làm sao nó bị nặng quá.
nặng quá do là chúng ta không xếp được thì sao, treo máy làm lại từ đâu, đúng không ạ? Thì sau khi em làm xong em vấn vào can chân V thì có phải nó sẽ chui vào như này không ạ? Thế đơn giản không ạ? Nhìn này chưa, ảnh có to không ạ? Thì sau khi mà làm to như này thì tại vì phiên bản của anh nhá chỉ có hai layer thôi, em có nhìn thấy ở đây có layer background là màu trắng, layer thứ hai của anh là layer màu gì, nâu, nhìn đúng không ạ? Và layer thứ ba là layer ảnh, nên là chính vậy nó có ba cái layer nên thôi, nên anh sẽ kéo cái ảnh rất là đơn giản cho vào đây. Chúng ta dùng lệnh chuột phải vào biểu tượng, chọn vào clip kinh mát, clip kinh mát là cho ảnh chui vào một đối tượng, đúng không ạ? Hay tương ứng với lệnh là Ctrl Alt G, em biết Ctrl Alt G chưa? Ctrl T, chúng ta thu nhỏ lại. Tại vì quan trọng nhất là anh khi mà anh thu nhỏ phóng to đấy, anh tin chắc rằng là cái hình của anh là hợp lý với anh rồi, nên anh không cần phải convert smart object nữa. Còn nhớ cái convert smart object không? À, đúng rồi, ok. Thì em nhìn này, smart là thông minh mà, smartphone. Đấy thì sau khi mà em chọn xong thế này thì em có thấy đây là cái banner nhưng nó bị bệt, nó sẽ không tạo ra điểm nhấn. Mà em có biết cái vị trí này là vị trí quan trọng nhất của website không ạ? Vị trí của quan trọng nhất của website, bởi vì là khi em có thấy là em bật một website nên cái vị trí tầm mắt của em phóng ấy nó vào chỗ này này, mắt của em sẽ nhìn đúng vị trí trọng tâm ở giữa. Vậy trọng tâm ở giữa đấy thì nó phải là ảnh gì, quảng cáo, ảnh gì, giảm giá, nên cái vị trí website đấy là vị trí vàng, nên chắc chắn em phải thiết kế cực kỳ đẹp và ấn tượng. Nên vậy thì để muốn đẹp ấn tượng đấy là thỏa sức sáng tạo của em có thể làm từ banner bên Illustrator cũng được, làm Photoshop cũng được, nhưng tóm lại nó vẫn phải làm cái banner thật sự là đẹp ở trong đấy. Em hiểu cái này chưa? Và tất nhiên trong quy trình khi thiết kế thì em phải hiểu rằng là banner website là bằng bao nhiêu kích thước bao nhiêu, đúng không? Thì nếu mình nhá khi người ta nhận một cái công việc của ai đó thì em hỏi này, anh ơi cái banner của anh kích thước bao nhiêu, cho em một cái kích thước em làm mới chuẩn được, chứ không có chuyện nhá em ơi em cứ thiết kế đi, sau đó có gì thì anh sẽ đưa cái kích thước sau, rồi sau đó em xé ra hoặc là phóng to. Đừng làm chuyên nghiệp như vậy. Những người như vậy ngay tức nói anh đừng làm chuyên nghiệp như thế, bởi vì cái việc em thể hiện bố cục tốt rồi, bây giờ anh bảo em kéo ra phóng to thu nhỏ như thế thì nó sẽ bị méo hình, mà méo hình như thế thì nó cực kỳ xấu. Mình không bao giờ được phép là không có kích thước nha, nên mình cứ chọn kích thước thôi thì cho nó đẹp, trừ trường hợp em làm cho một thằng khác thôi. Tại sao anh lại nói làm cho một thằng khác? Bởi vì là khi em làm cho khách hàng em có thể đưa một cái kích thước rất là không chính xác để người ta cũng up cũng chả up được, bởi vì nó có thể bị méo hình, nó có thể vỡ hình, nó có thể bị làm sao đó, đúng không? Và cần cái bản gốc thì phải là tôi mới sở hữu cái bản gốc đó, em hiểu chưa? Thì sau khi làm xong giống như hôm trước anh đã nói với em rồi, để muốn làm an toàn thì có phải chúng ta chuột phải chọn vào convert smart object nha em ạ? Cái này quan trọng nhá, bởi vì sao, sau khi convert smart object xong em tích đúp vào biểu tượng thì ngay tức sẽ nhảy sang, em nhìn thấy nhảy sang một cái file mới chưa? Và lúc này chúng ta sẽ t, chúng ta đánh một cái dấu như này 09032327222, ok. Sau khi làm xong em có thể đặt ở vị trí này và chúng ta chọn vào biểu tượng phông màu gì, màu trắng, và opacity là nhìn này chưa. Sau khi làm xong em tắt bỏ cái hình này đi, nhìn nha, nguyên tắc của smart object là gì, chúng ta save s lại, save s nhìn này ạ, save s lại nhớ lại rồi thì bên này nó sẽ tự nhận theo trong cái khung đó đấy. Nhưng rõ ràng chỉ có một layer thôi. Em nhìn này chưa? Còn việc bao giờ mà tôi thích gỡ này, đấy là việc của tôi. Có nhiều người bảo, ui, thằng này đặt nhảy nó xuất ảnh nhảy thì phục chế chắc là mệt lấy phết đấy nhờ. Nhưng không, câu chuyện nó nằm ở Smart Object mà. Em thích tháo cái gì, em vỡ cái gì, đấy là việc của em mà. Hiểu cái này chưa? Nên là khi làm cho những người mới đầu tiên chưa quen, chúng ta nên đặt vị trí là an toàn. Nó có thể là bạn của người giới thiệu, nhưng nó không phải bạn em, đúng không? Nó không phải là đối tác của em, nên cái gì em cũng phải làm cực kỳ kỹ về việc này cho anh, đúng không? Đến lúc mà không lấy được tiền thì không phải cái bạn của người mà giới thiệu này, đi giới thiệu mà đi đòi tiền cho em nhá. Không phải là ví dụ anh Khánh giới thiệu cho em, anh Khánh đi đòi tiền cho em đâu, đúng không? Anh chỉ đòi phần nào đó thôi. Nếu mà đòi nặng quá thì tự nhiên là anh Khánh lại mất một cái đối tác của anh, là không phải là em nữa, ok. Thì trong quy trình khi làm, các bạn nhìn ở đây nó có một cái biểu tượng, một cái banner. Chúng ta sẽ dùng một cái chiêu thức như sau, đó là dùng cái bóng hình tròn. Em nhìn bóng hình tròn chưa? Thì cái bóng hình này, nếu tôi đập ra một layer mới, tôi đổ một cái màu, màu ghi nhá, unpack, thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó sẽ có biểu tượng như này.
Đấy, em có thấy không? Nó rất là xấu, làm cái banner này xấu quá. Tôi sẽ chọn lại về vùng chọn hình tròn. Và các bạn có nhìn thấy cái chữ feather chỗ này không ạ? Feather chính là độ làm mềm của vùng chọn. Làm mềm vùng chọn nghĩa sao? Chúng ta vẽ ra một biểu tượng làm mềm trước. Ví dụ chúng ta chọn là giá trị là 40. Làm mềm trước chưa? Và khi em vẽ ra như này thì cái vùng chọn nó xem sao? Nó đã được làm mềm. Và làm mềm như này chúng ta lập ra một name mới và chúng ta đổ màu thì các bạn. Em có nhìn thấy này không? Chúng ta có thể dùng Ctrl T và thu hẹp cái khoảng cách lại một tí nữa và đẩy lên vị trí trên. Đúng không ạ? Nó giống như màn hình TV bay xung quanh ấy. Nhưng cái này nó không được đẹp lắm nên chính vậy người ta sẽ dùng một chiêu thức, đó là dùng công cụ M hình vuông. Cắt một nửa đi. Đã giờ dùng chiêu này chưa? Cắt này rồi. Em đã giờ dùng quét qua một nửa viết trên và xóa đi như này chưa? Nhìn xóa chưa? Và Ctrl D. Em xóa là xóa được không ạ? Và chúng ta dùng V chúng ta đẩy lên như này. Em nhìn chưa? Ok. Em thấy là tự nhiên em có thể làm ảnh cho Facebook rất là tốt luôn. Em nhìn cái ảnh sản phẩm chưa? Nó có tí bóng này, nó cảm giác ở nó có không gian. Nhìn thấy không? Cách thức anh vừa làm chưa? Thì đây là những cái trường hợp mà người ta làm cho banner, cho website. Người ta hay làm cho kiểu dạng như thế này. Nhưng nếu mà em có thể đẩy sát như này thì chưa chắc đẹp đấy nhá. Nhìn chưa? Có thấy đẹp không? Không đẹp bằng để như này đâu. Nhìn chưa? Đó, nên website hay chọn kiểu này. Đây là kiểu đầu tiên mà chúng ta hay dùng. Ok, hiểu cách rồi đúng không? Tiếp tục, chúng ta sẽ chọn vào cách số 2. Cách số 2 nghĩa là sao? Chúng ta quay trở lại vùng chọn có hình ở phía dưới. Có đúng nhà không ạ? Nập lên một layer mới. Và chúng ta đổ một cái màu, đó là màu màu ghi. Ctrl D. Có nhìn màu ghi chưa? Tôi sẽ kéo cái màu ghi này xuống dưới cái màu gì? Màu nâu này, bằng cách tôi cầm này tôi kéo như này. Và tôi kéo xuống dưới cho bạn xem. Các bạn có nhìn cái này không? Đấy. Thì sau khi làm xong này, người ta dùng một chiêu thức đó là Ctrl T. Biết Ctrl T không? Rồi. Thì trong Ctrl T nó có một cái biểu tượng khá là hay, đó là bẻ cong. Có nhìn bẻ cong không ạ? Nó giống như lệnh what đấy. Nào ấn vào đây một cái, em nhìn thấy chưa? Ở đây nó sẽ đưa cho em rất là nhiều những trường hợp là em bẻ cong bằng tay hay là bẻ cong bằng thuộc tính hiệu ứng của gì? Của máy tính. Thì cái hiệu ứng nó nằm đâu? Nó nằm ở đây. ARC. Em có nhìn thấy bẻ cong như này chưa? Chữ có thể làm như này nhá. Nhớ nhá. Nhưng chữ phải là ở dạng gì? Này nhìn này. Em có thể chọn lựa rất là nhiều kiểu khác nhau, oặt xuống, oặt trái, oặt phải các kiểu đúng không ạ? Nhưng tóm lại anh Khánh không có dùng đấy. Anh dùng Ctrl T thôi. Nhìn chưa? Ấn vào đây. Nào Ctrl T ấn vào đây nhá. Có nhìn biểu tượng dưới không? Anh Khánh sẽ cầm biểu tượng này anh đẩy lên trên một chút xíu. Cái này đẩy lên trên một chút xíu. Nhìn thấy chưa? Sau khi làm xong anh kéo này xuống. Em nhìn thấy chưa? Cái bóng đổ của cái này đấy nó phải thu hẹp cả hai bên này lại. Anh dùng Ctrl T. Thì trong phần Ctrl T nó có một cái biểu tượng khá là thú vị, đó là chúng ta dùng Ctrl Shift An. Nhá, Ctrl thì điều chỉnh một góc đúng không? Còn nhớ hôm trước em anh làm cái phần nào? Đó là nhận diện thương hiệu không ạ? Có phải tầm cờ giữ Ctrl nên có phải chọn vào từng góc em kéo được không ạ? Nhưng em muốn kéo đều của hai góc này với nhau thì chúng ta dùng tổ phím là Ctrl Shift An. Ctrl Shift An sẽ làm sao? Em sẽ kéo này. Đó, ok, các bạn có thể ghi điều đó. Chuẩn chưa? Nào, sau khi mà chọn xong cái biểu tượng này, chúng ta có thể ấn Enter. Enter thì chúng ta sẽ được cái gì ạ? À, chúng ta sẽ được một cái hình nó vuốt góc như này này, em nhìn chưa? Ok. Và lúc này cái bóng của đối tượng thì thường thường phải làm sao? Nó có mờ không? Vậy thì lần sau nếu mà đã là bóng hay là cái gì liên quan đến bóng thì chúng ta phải làm nhòe. Mà làm nhòe thì chắc chắn em phải tư duy theo một đường thẳng, đó là gì? Chúng ta chọn vào Filter, chúng ta chọn vào Blur, chúng ta chọn vào Gaussian Blur. Nha, lần sau liên quan cái gì làm bóng, làm mịn, làm mờ thì chúng ta chọn vào Filter, chọn vào Blur, chúng ta chọn vào Gaussian Blur thì tự khắc đối tượng ấy sẽ làm mờ luôn. Xong chưa?
Đấy. Thì sau khi mà các bạn chọn xong cái này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái đối tượng của chúng ta được nằm mờ một chút xíu này. Em có thể ấn vào trừ để nhìn được cái hình của chúng ta nằm mờ mức độ nào. Chúng ta đẩy cái này lên sao? Mờ nữa đi. À, bắt đầu giống bóng rồi đấy. Nhìn giống bóng chưa? Nhìn chưa? Bởi vì nó là bóng mà, mình muốn làm bóng thì mình phải dùng chiêu thức này. Thì cái chiêu thức này các bạn đã được làm quen với trong phần Inlude của anh. Cũng đã từng có cái phần là filter, chọn là blur, chọn là Gaussian blur rồi. Thì chúng ta cũng tư duy như vậy sang bên Photoshop. Và sau khi làm xong thì em sẽ thấy rằng là ok, tôi ấn ok nhai được không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi, chúng ta đã có được cái hình này. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta thêm một cái biểu tượng nữa, một cái nét. Em nhìn cái nét này chưa? Tích vào đây một cái. Nhìn tích vào cái chưa? Lập ra một layer mới. Biết layer mới không? Để ý này. Sau khi layer mới xong, tôi sẽ đổ một cái màu, đó là màu trắng tinh. Và dùng cái lệnh unpack, các bạn sẽ thấy rằng tôi sẽ có được cái biểu tượng. Em có nhìn cái nét màu trắng của anh không ạ? Nhìn chưa? Bởi vì nó sắc nét hay không là do cái màu trắng đó. Nhìn này chưa? Ok, nó có cái được cái màu trắng này thì nó sẽ rất là tuyệt vời so với những sản phẩm dưới. Và đối tượng dưới, nếu em thấy đậm quá, em có thể ấn số 5 ở opacity bằng 50%, ấn số 6 sẽ là 60% và ấn số 7 sẽ là 7%, chứ không cần phải chọn opacity và tự điều chỉnh đâu nhá. Hiểu cái này chưa? Rồi. Nhưng cái nét trắng này muốn được chuyên nghiệp, muốn được chuyên nghiệp thì chúng ta phải làm gì ạ? Đây, tôi sẽ chọn một cái Ctrl O, chọn một cái biểu tượng là ổ E, chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào background. Trong phần background thì ở đây tôi sẽ có phần background texture, background color. Thì trong đây nó có các loại màu để em làm nền cho sản phẩm cho nó đẹp rồi. Em nhìn nha. Đó, ok, tôi sẽ chọn một cái hình này. Ctrl A, Ctrl C, và sang bên này thì chúng ta sẽ dùng Ctrl gì? V. Em nhìn đi chưa? Sẽ có hẳn là sau nền chứ không phải. Bởi vì này, em chọn layer nào, thấy chưa? Câu chuyện là tại sao vừa rồi anh Khánh bảo là tại sao tôi chỉ có ít layer thì tôi có thể copy rất thoải mái. Nhưng khi mà đã có nhiều layer thì cái bài này anh đã chia sẻ từ hôm trước rồi, muốn chui vào thằng nào thì phải chuột phải vào layer thằng đấy. Còn muốn trên thằng nào thì em phải chuột phải vào layer thằng đấy. Đấy là chuyện đương nhiên mà. Ví dụ em nhìn này, em phải chọn vào layer này. Mà em căn chuột về thì em yên tâm là không bao giờ xuống dưới đâu ạ. Có nhìn đâu ạ? Nó chui vào đâu ạ? Nó chui vào trong mặt nạ của các bạn rồi à. Các bạn hiểu cái này chưa? Này, tôi tắt mắt cho bạn xem. Nhìn chưa? Nó chui trong mặt nạ. Vậy thì có nghĩa là mình đang chọn vị trí sai. Nên Photoshop nó được quản lý theo layer. Nên chắc chắn là các bạn phải để ý layer chơi cho tôi, nó nằm ở đâu. Ví dụ tôi chọn vào đây đúng không? Căn chân về. Nhìn chưa? Nó trên lớp bóng màu đen chưa? Ok. Nhưng nếu mà tôi chọn vào layer này, layer cuối cùng, background, tôi ấn vào căn chân về, thì các bạn có thấy là nó có cả bóng này không ạ? À, vậy thì bạn muốn có bóng hay không có bóng? À, vậy thì đấy mục đích của các bạn mà. Đúng không? Ok. Tôi sẽ dạy cho các bạn những cái phương pháp mà bạn tư duy đúng nghĩa. Làm gì cũng phải cẩn thận, chứ làm đừng ào ào qua, ào ào không nổi đâu. Thì ở đây các bạn có nhìn cái nét của tôi, nó chính là layer 4 ạ. Nó chính là cái nét chấm chấm như này. Khi đặt trên nền trắng có thể che giấu được rất nhiều thứ, nhưng đặt trên nền thường các bạn sẽ nhìn thấy làm sao? Không có che giấu ạ. Không che giấu được. Nên bây giờ người ta dùng một chiêu thức như sau, đó là dùng công cụ M. Nhìn công cụ M chưa? Em quét qua, em nhìn cái độ phezơ này anh sẽ đặt nè. Ví dụ anh đặt vào đây, anh xóa cái này được không ạ? Thì em có thấy là anh bị xóa phần giữa không? Nhưng nếu mà anh dùng Ctrl Shift Y là đảo ngược cái vùng chọn, không phải là chọn bên ngoài, không chọn bên trong nữa, thì anh xóa thì sao? Đúng rồi, nó sẽ mất ngoài. Nó sẽ mất bên ngoài. Nó sẽ mất bên ngoài. Anh chưa dạy cắt hình. Anh đã dạy cắt hình đâu? Anh chưa có một cái gì cắt hình cả. Bởi vì anh đi cái bài đầu, em cứ xem từ đầu bài 1, bài 2, nó sẽ rất là kỹ. Và chúng ta đi chắc chắn được như vậy thì sau này cái Photoshop là nằm trong tầm tay của em. Và em sẽ cảm giác là nó sẽ không bị phức tạp nữa. Chứ hiện tại bây giờ có nhiều người đang học từ sang Photoshop thấy rằng phức tạp của anh. Nó phức tạp hơn Inlude rất nhiều, bởi vì Inlude nó chỉ có một thôi. Này, em thích vào đâu chọn đấy, đúng không?
Nhưng nó chỉ chia layer trong trường hợp là em bắt đầu làm về After Effects thì bắt đầu em chia layer thôi. Còn hiện tại bây giờ nó chưa phức tạp. Đúng không ạ? Em nhìn này, can chuẩn sáng thì có phải xóa bên ngoài không ạ? Ok, can chuẩn đề. Bây giờ cũng tương tự như vậy, nhưng sáng như thế xấu. Bây giờ anh sẽ làm một chiêu thức như sau. Anh sẽ dùng vùng chọn, anh vẽ vào đây. Nhìn chưa? Anh làm mềm vùng chọn thì sao? Làm mềm vùng chọn có nghĩa là cái feather này đúng không ạ? 30. Xóa nhảy được không ạ? Nó bị sao? Có cứng không ạ? Vẫn cứng. Bởi vì nguyên tắc của feather là phải đánh trước khi vẽ vùng chọn. Em hiểu cái này chưa đã? Chứ không phải đánh sau vùng chọn. Vậy thì nó có thấy bất tiện không? Bất tiện. Nên chính vậy anh mới dạy cho em chiêu thức nào. Cách làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Đồng ý không? Nào. Để muốn làm mềm vùng chọn sau khi vẽ, chúng ta sẽ vẽ ra một biểu tượng hình vùng chọn trước đã, đặt ở vị trí cần thiết, đúng không? Anh sẽ bỏ cái này vị trí là gì? Bằng không cho các bạn xem nhá. Nhìn này. Nhìn này, cứng chưa? Có cứng không ạ? Thì bây giờ để muốn làm mềm vùng chọn, người ta dùng cái tổ phím là select, chọn vào modify và chọn vào shift F6. Shift F6 chính là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Đây là cách đầu tiên mà các bạn có thể thử. Xong chưa? Làm kỹ nha. Nào. Sau khi mà chọn xong thì bây giờ các bạn sẽ thực hiện một cái lệnh như này cho tôi, đó là gì? Chọn vào shift F6. Em có thấy bắt đầu chúng ta sẽ chọn làm mềm vùng chọn không ạ? Em có thể chọn là 40 được không ạ? Vậy thì bây giờ mình làm chủ được nó hơn đúng không? Ok. Em thấy làm mềm chưa? Làm mềm đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta có thể xóa nhảy không ạ? Em có thấy là nó có bị gay gắt không? Nó chuyển êm này, em nhìn chuyển êm chưa? Ok. Hiểu xóa xong chưa? Nhưng mục đích của anh là riêng làm cái này thì em phải làm sao? Làm sao? Đảo ngược lên bên ngoài. Đúng không? Shift F6 thêm lần nữa làm cho nó mềm hơn. Ví dụ anh chọn là 60. Nhìn 60 chưa? Xóa nhảy được không ạ? Em có nhìn thấy là cái đối tượng của anh sẽ bị biến mất và nó chỉ là ra đến đây nó êm vào nền chỗ này không ạ? Có nhìn nét chỗ này chưa? Ok, vậy thì những cái sản phẩm này dành cho những sản phẩm về làm đồng hồ, về kim loại, nó sẽ cực kỳ chuyên nghiệp với cái banner cho website. Ví dụ Ctrl D, M, vẽ một cái hình như này cho anh. Shift F6. Shift F6. Được chưa? Enter, xóa nhảy đi. Ctrl Shift gì? Y. Xóa. Em nhìn chưa? Cái nét bây giờ nó sẽ chuyên nghiệp như này. Nó chỉ phát sáng ở chỗ cần thiết, giống như ánh sáng em đập vào ấy. Ok. Và cũng tương tự như vậy, em giữ phím man, em đẩy phía trên như này này. Có được cái nét thứ hai. Và trông thế thôi, nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong cái ảnh ra. Em nhìn ra, tắt bỏ cái này đi. Thấy chưa? Có thấy ánh sáng chiếu vào không? Ok. Thì đôi lúc cái này nó có ý nghĩa cho việc là nhấn sản phẩm cho nó đẹp. Hiểu chưa? Ok, vậy thì cũng có thể là chọn layer 4. Ờ anh ơi, trên sáng thì dưới nó phải tối chứ, nó phải là bề dày chứ. Ok, thì em có nhìn thấy màu trắng chưa? Nếu là màu trắng mà biến thành đen thì chỉ có một cái phương pháp, đó là đảo ngược. Mà đảo ngược nên liên quan đến là Ctrl Y ngắn thì nó sẽ biến trắng thành đen và đen thành trắng nha. Cái này chỉ áp dụng cho đen trắng là tốt nhất. Còn đừng bao giờ áp dụng cho vấn đề về màu nhá. Màu nó không được đẹp lắm đâu. Em biết nhìn thấy chụp phim chưa? Đi chụp phim, chụp xương khớp chưa? Ok, thì cái này nó chính là Ctrl Y. Em có nhìn thấy cái nét đen ở dưới của anh không? À, vậy thì có nghĩa là tôi đang mô tả cho cả ảnh là có khối. Vậy thì cái đen này nó có thật sự là đen nhầy không? Hay là nó chỉ cần là 50% thôi? Hay chỉ cần là 30% thôi? Như này là đủ đẹp rồi. Và em sẽ thấy rằng cái banner của anh thiết kế cực kỳ sắc nét. Nha, em nhìn đúng không ạ? Nguyên tắc từ một cái sản phẩm mà đơn giản nhất thì em cũng phải làm đẹp nhất và sắc nét nhất cho anh. Hiểu cái này chưa? Chứ không phải làm qua loa nhá. Vậy thì cách đây là phương pháp anh làm banner. Và em có thấy biểu tượng ở dưới chưa? Đây là cái màu gì ạ? Màu ghi đúng không? Để muốn đẹp thì chúng ta phải dùng cái hiệu ứng hòa trộn cho nó. Hòa trộn có là làm tối ảnh. Em biết làm tối ảnh không? Làm tối ảnh nó có nghĩa là nó lấy cái ảnh ở phía dưới và nó làm tối thêm cái giá trị cho em này. Thì em sẽ dùng cái biểu tượng đó là Manti. Manti chính là làm tối ảnh. Từ đây cho đến đây là làm tối ảnh. Nhưng làm tối ảnh tốt nhất thì phải dùng là Manti, bởi vì nó sẽ lấy lớp ảnh dưới và cộng với cái hình ảnh trên để làm đậm màu cho khu vực đó. Nhìn Manti chưa? Còn Duncan này là làm tối đen xì cho các bạn xem. Duncan
làm tối nhá. Chúng ta sẽ dùng Manti nhé, như Manti cho này chưa, thì cái này nó áp dụng cho những đối tượng mà ảnh ngược sáng, ví dụ các bạn ngược sáng mà sáng bị sáng chói quá thì các bạn có thể dùng chiêu này để cho nó bớt đi. Nào, còn cái phần viết trên em đặt menu rồi trang chủ giới thiệu sản phẩm dịch vụ thì đấy tùy em. Hôm nay anh chị dạy cho em về cái cách thức và đặt một cái banner thôi. Và lúc này em chọn Manti, em nhìn này, em nhìn cái chỗ này chưa? Thử lại nhá. Nhìn này. No mà. Em có nhìn chỗ này nó bị nhợt màu không? Nhìn chỗ này nhợt màu chưa? Nếu em dùng Manti, em sẽ thấy là cực kỳ tốt luôn. Nhìn chưa? Cái hình nó sâu hơn. Vậy thì mục đích của chúng ta là làm gì? Làm cho nó sâu hình mà. Đúng không? Làm cho nó bắt mắt mà. Nhá, hiểu chưa? Rồi, ok. Vậy thì các bạn đã hiểu về cái thuộc tính đó là về gì? Một pixel tôi vùng chọn nằm ngang, một pixel tôi vùng chọn nằm tròn. Vậy thì bây giờ người ta sẽ áp dụng cho cái việc mà kéo thả đối tượng làm sao cho hợp lý. Được không ạ? Ok, chúng ta sẽ ấn vào Control tiếp theo. Tôi muốn trang trí cho về sản phẩm bên cạnh này. Đây là một cái sản phẩm về một cái bông hoa cho nó thật sự mềm mại. Tôi sẽ chọn vào ổ e. Tôi chọn vào Photoshop. Tôi chọn vào sửa ảnh, cho cắt ghép Photoshop đấy. Chúng ta kéo xuống một chút xíu ạ. Em nhìn bông hoa chưa? Thì khi mà tôi ấn vào đây thì tôi thấy rằng là nếu bông hoa này mà muốn cắt một cách chính xác thì chắc chắn là sẽ không dùng chiêu này được. Vậy tôi có thể dùng Ctrl A. Biết Ctrl A chưa? Ctrl C. Và sang bên này sao? Em nhìn chỗ này chưa? Thì trước khi mà paste vào đấy thì bạn phải chuột phải chọn vào đấy đó. Em hiểu cái này chưa? Hiểu cái này của anh chưa? Chứ không phải là cứ paste tự do chui vào thằng khác đấy. Ctrl V thì em thấy nó ảnh to không ạ? Sau đó chúng ta sẽ dùng một lệnh đó là Alt+G. Alt+G thì em có thấy là chui vào cùng một chung thằng này không ạ? Chung một thằng con như này đúng không? Và chúng ta dùng Ctrl T, chúng ta thu nhỏ cái hình này, Alt Shift. Anh sẽ đẩy cái này lên đây, anh dùng Alt Shift. Đẩy thế nào cho phù hợp thì bắt đầu anh sẽ đẩy vào đây. Em nhìn chỗ này chưa? Đặt phù hợp rồi, bắt đầu chúng ta mới dùng chiêu thức Enter. Nhưng tôi muốn rằng cái ảnh nó phải chìm êm vào nền. Người ta có những cái cách như sau, dùng công cụ này quét qua đây. Em nhìn qua đây chưa? Biết làm mềm vùng chọn không? Làm mềm vùng chọn đúng không? Là Shift F gì? Em đặt 30 hay 20 thì tùy thuộc theo giá trị kích thước của cái banner này này. Bình thường cái này là 1200 thì nó chỉ rơi tầm 50 đến 40 thôi. Nếu em nhiều quá thì nó sẽ bị dao xấu. Tôi sẽ đặt 40 cho bạn, Enter. Nhìn thấy làm mềm chưa? Em xóa cái này đi. Ok. Ctrl gì? D. Hiểu cách này em chưa? Nhưng cái này xóa không được tốt bằng hình tròn. Bởi vì hình em có thể hình bông hoa là hình gì? Hình tròn đúng không? Alt+Z này. À, chúng ta sẽ dùng một cái hình hình tròn, chúng ta quét qua đây đúng không ạ? Đặt nhảy chắc chắn tốt hơn. Đấy, thế là anh đặt này thôi. Nghe chưa? Làm về vùng chọn bằng Shift F gì? 6. Đặt 40, đảo ngược vùng. Ctrl Shift Y và xóa nhai đúng không? Thì em thấy là cái này nó xóa theo hình tròn. À, và có cảm giác tự nhiên hơn rất là nhiều so với sản phẩm bên này. Hiểu cách nào chưa? Ok. À, cũng tương tự như vậy. À, với một cái hình này, tại sao lại tôi lại nói cho bạn nhìn nào? À, tôi sẽ ghép cái hình ảnh là Ctrl No, tôi chọn một cái đồng chí nào, một cái bé đứa bé vào. Tại vì có nhiều người làm lịch cho cháu của mình. Bởi vì Photoshop chúng ta có thể làm một nắp ảnh mà. Thật phục vụ cho con của một người nào đó, người ta muốn làm một cái đốc lịch, nhưng mà cái đốc lịch được in trong nhà của người ta. Ok, vậy thì tôi sẽ chọn vào vùng chọn hình tròn. Tôi quét qua mặt của thằng này. Nhìn chưa? Nếu phương pháp đầu tiên là chúng ta ấn vào Ctrl C. Ctrl C là copy đúng không ạ? Và sang bên bông hoa và chúng ta dùng cái lệnh đó là Ctrl V thì các bạn sẽ thấy là cái hình bông hoa nó xem sao. Cái đồng chí nó sẽ bị sao? Đây. Em biết tại sao nó là mềm như này không ạ? Bởi vì cái vùng chọn mà tôi đã đặt cho các bạn xem đó là cái này đã được là gì? 40 rồi. Nếu chúng ta chọn được không? Thì khi các bạn quét qua đây, bạn ấn vào Ctrl C. Sau đó sang bên này bạn ấn vào Ctrl gì? V, bạn sẽ thấy nó bị sao? Bị cứng chưa? Nhưng cái 40 đấy có phù hợp không? Chưa chắc. Vậy thì các bạn nhìn này. Vậy với cách đấy thì tôi vẽ vùng chọn sau đây, tôi dùng làm mềm vùng chọn bằng Shift F6. Tôi đặt là 60. À, nếu không thích thì tôi đặt Shift F6, tôi đặt là 70.
sau đó tôi ấn vào Ctrl C là copy, không cần phải kéo sang đâu, cứ copy là nó sẽ copy theo vùng chọn nó. Và sau đó thì chúng ta sang bên này và ấn vào Ctrl V. Các bạn nhìn thấy cái này chưa? Và như này các bạn sẽ thấy rằng tôi đã ghép nhụy hoa chính là một cậu bé rất là dễ dàng. Vậy thì em có thể dùng phương pháp là cho một sản phẩm vào bông hoa được không ạ? Em có thể cho một sản phẩm bông hoa mà, bởi vì lý do những gì liên quan mùi thơm thì liên quan hoa. Vậy nước hoa, mỹ phẩm, gái đẹp, vậy thì những cái gì liên quan nước aquavina, em biết là những cái mà chúng ta lên trên mạng search là nước không ạ, nó sẽ có rất nhiều cái nước đẹp và phải cho cái hình ảnh sản phẩm với cho chim vào đây đúng không ạ? Vậy chúng ta có thể chọn theo phương pháp như thế này. Ok, hiểu này chưa đã? Rồi, vậy thì sau khi mà các bạn hiểu về cái chuyện là làm mềm vùng chọn thì chúng ta sẽ dùng ship F6 này chắc chắn. Thì bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức nữa, đó là gì ạ? Cách hòa trộn về màu sắc. Em ghi đi, cách hòa trộn màu sắc bằng vùng chọn. Căn chân đi. Nào, ở đây nó sẽ có chiêu thức như sau. À, cái này liên quan đến cái việc mà cái hình ảnh của bạn là cái background là một màu khác và cái sản phẩm của bạn là một màu khác. Vậy thì ví dụ tôi muốn là ghép cái sản phẩm của tôi vào một cái background màu vàng thì nó phải nhuốm màu vàng. Thì đây nó chỉ là cách pha trộn về màu nhưng nó chỉ ở cấp độ màu thôi nhé. Thì các bạn nhìn này, tôi ấn vào Ctrl C. Chúng ta vẽ một cái vùng tròn. Chúng ta vẽ ở đây. Nhìn này. Ctrl C là copy. Đúng không? Sang bên cái ảnh này thì các bạn có thấy là ở đây nó tông tím bằng Ctrl V. Cứ đặt vào cái biểu tượng này. Và các bạn sẽ thấy một cái điều xảy ra là cái ảnh này và cái tông màu nó không cùng với nhau. Vậy làm nào để cùng tông với nhau thì ở đây người ta có giải pháp là miếng vá xe. Em đã giờ đi vá xe chưa? Ok. Thì cái bước số 1 thì các bạn nhìn này. Cái hình ảnh của tôi thì tôi cứ tạm tôi mở khóa cho các bạn nhìn được không? Nhìn đây mở khóa chưa? Thì ở đây người ta có một chiêu thức là quay trở lại vùng chọn của đối tượng. Quay trở lại vùng chọn. Ví dụ đây em có thấy đây là vùng chọn hình tròn đúng không ạ? Thì quay trở lại nó bằng cách nào? Thì người ta dùng phím Ctrl và tích thẳng vào layer thumbnail. Layer thumbnail là layer thu nhỏ này. Hôm trước tôi có giải thích là 4 vị trí rồi, mắt này, layer thu nhỏ này, tên và tích vào layer để cho các bạn biết cái này đúng không ạ? Thì bước 1 bạn giữ phím Ctrl bạn tích vào layer thumbnail cho tôi thì có phải nó sẽ quay trở lại vùng chọn cho thứ nhất này không ạ? Hiểu cái này chưa? Chứ lại bảo là dùng Ctrl tích thẳng vào layer, có nhiều bạn chơi trò như này tích vào đây ạ. Vậy thì có nghĩa là gì? Sai. Ok. Bước 1 chọn vào Ctrl và tích thẳng vào layer thumbnail để quay trở lại vùng chọn cho bất cứ một đối tượng nào mà các bạn thích. Xong chưa? Sau đó các bạn nhìn này, để muốn làm to và nhỏ vùng tròn nhá, các bạn có nhìn thấy vùng tròn chưa? Tôi muốn làm to ra, tôi muốn làm nhỏ đi thì người ta dùng cái phím gì? Không, Ctrl T nó chỉ áp dụng cho đối tượng thôi, còn để muốn áp dụng cho vùng tròn thì người ta không thể dùng Ctrl T được. Thì phương pháp đầu tiên em nhìn này, em có thấy rằng anh Khánh đang ở phím gì? Phím V đúng không? Để muốn thay đổi vùng chọn thì chúng ta phải trở về phím vùng chọn chứ ạ. Ok, vùng chọn rất nhiều không ạ? Vậy thì chúng ta trở về M. Nhìn M chưa? Thì lúc này em nhìn này, chúng ta chuột phải vào biểu tượng. Ở đây nó có Transform Selection. Transform Selection chính là gì? Cách điều chỉnh độ to nhỏ của vùng chọn. Còn cái này này mới gọi là Ctrl T của em đấy. Hiểu cái này chưa? Hai cái này là khác nhau nhá. Ctrl T là thay đổi kích thước của đối tượng, còn Transform Selection là thay đổi kích thước của vùng chọn của bạn. Nào, vậy nó tương ứng ở đâu ạ? Nó tương ứng vào Select. Nó tương ứng ở đâu ạ? Nó chọn vào Transform Selection nè. Hiểu cái này chưa? Ok, ghi vào. Em phải chuột phải vào đây thì cái Ctrl T thì em biết rồi. Còn bây giờ chẳng qua là Transform Selection là cách điều chỉnh vùng chọn thôi. Không, sau này thì em có thể đặt phím tắt được, nhưng mà tóm lại thì mình không nên đặt như thế, nó bị lẫn.
Ví dụ em đặt ở máy em nhưng mà máy người khác em có đâu có dùng lệnh như thế đâu. Chẳng em sang máy người khác em đặt nó đánh chết. Đúng không? Đúng đúng đúng. Đó thì sau khi chọn vào transformation thì em có thấy là ở đây nó sẽ có biểu tượng những cái này không ạ? Và chúng ta dùng ansip. Tại sao dùng ansip? Bởi vì đây là hình tròn. Thì em mới dùng ansip nhá. Nhìn lại ansip này. Em có thấy nó thu nhỏ này không ạ? Em thấy nó thu nhỏ chưa? Ok, thu nhỏ tí nữa cho nó vui. Đó. Sau khi thu nhỏ xong em có thể ấn vào enter. Thế là vùng chọn của bạn đã làm sao? Thấy nhỏ lại chưa? Đúng chưa? Rồi thì lúc này các bạn nhìn này, sau khi thu nhỏ xong các bạn để ý cho tôi một tí là tôi tắt mắt phía trên đi. Cảnh phía dưới các bạn nhìn cảnh phía dưới chưa? Tôi xóa đi ạ. Xóa nha, ấn xóa nha. Thì em có thấy rằng cảnh nào cảnh phía dưới này, chúng ta xóa đi. Thì em có thể cảnh phía dưới nó sẽ bị thủng nha em ạ. Nhưng nếu mà tôi bật cái này lên thì sao? Thì các bạn có công nhận với anh là khi vá xe thì có phải miếng thủng thì bao giờ cũng nhỏ hơn miếng vá không? Đúng chưa? Thì đây là miếng vá này. Thì chính là mặt người đấy. Mặt người to hơn chưa? Em hiểu cái này chưa đã? Nhìn nhá. Nhìn này, nếu không thì tôi sẽ giảm độ opacity cho bạn dễ nhìn hơn. À, ok, Ctrl Z lại sai một chút xíu này. Nhìn. Bắt đầu từ cái vùng chọn nhá. Nhìn này. M chuột phải chọn vào gì? Transform selection. Thu nhỏ cái vùng chọn lại một chút xíu. Nhìn chưa? Enter. Sau khi làm xong em chọn vào layer dưới. Layer dưới là layer bông hoa này. Em xóa đi giúp anh. Xóa là gì? Ấn nút delete đấy. Thì có phải nó sẽ tự xóa trong vùng chọn của em không? Ctrl D là dứt lệnh vùng chọn. Thì ở đây nó sẽ có hai phần cho em. Đó là phần gì? Ảnh ở phía trên thì to hơn. Có nhìn này. Anh sẽ giảm opacity. Em có nhìn thấy cái nhầm. Đây ảnh phía trên em nhìn to hơn chưa? Em nhìn ảnh to hơn chưa? Và ảnh phía dưới cái miếng vá mà bị thủng ấy thì nó sẽ làm sao nhỏ hơn đúng không ạ? Nhìn này, tắt này. Bật này. To chưa? Thì để muốn áp dụng cho cái hình ảnh này hòa trộn vào cái nền này, bởi vì nguyên tắc của anh là dạy cho em là cách hòa trộn về nền để làm sao cho cái thằng này nó mang nhuốm những cái màu tím của cái ảnh này, cái tông gốc của cái này, thì người ta sẽ chọn vào đây. Nhìn chưa? Chọn cả hai. Sau khi chọn cả hai xong thì chúng ta sẽ chọn vào Edit. Chọn vào Auto Blend Layer. Auto Blend Layer. Auto Blend Layer. Sau khi chọn Auto Blend Layer xong thì chúng ta sẽ ấn OK. Các bạn nhìn này chưa? Và chúng ta ấn OK tiếp. Panorama. Thì ngay tất cả nó sẽ được tự chìm vào nền. Em nhìn chưa? Em thấy nó tự nhuốm màu tím chưa? Và nó nhuốm theo cái hình của tông màu tím này chưa? Ctrl Z đấy nhá, nhìn này, này. Vậy thì có phải thằng ấy sẽ cùng tông với cái màu tím hay không ạ? Ấn Ctrl Z nhá. Nhìn này chưa? Nhìn này. Chọn 1, chọn 2 layer, xong chọn về Edit. Chọn vào Auto Blend Layer. Chọn ấn OK. Được cái này luôn. Cùng nhảy theo tông tím mà bắt đầu cái mặt người nó sẽ được ngay. Vậy thì đây là một trong những phương pháp mà gọi là ghép mặt đấy. Biết phương pháp ghép mặt không ạ? Ghép mặt em vào mặt người khác đấy. Ok, thì để muốn làm được điều ấy anh sẽ tắt bỏ cái này đi. Bắt đầu tôi sẽ làm phương pháp số 2 cho bạn xem. Có thể ghép mặt bạn vào vị trí của một thằng cực kỳ Rambo. Có thể ghép mặt em vào vị trí của một cô gái cực kỳ là gì? Xinh xắn. Nó có thể làm cho người em thon gọn đi. Ok, để quảng cáo gì? Cho trà giảm cân. Trắng da hay gì đó, người ta đều làm theo phương pháp này hết. Tất nhiên ghép vào người nổi tiếng thì cực kỳ tốt. Đúng không? Em thấy body có nhiều rằng mình ghép mặt mình vào đó, mình hoặc là mình chưa thấy rằng ưng ý với cái tóc của tôi. Ví dụ thì tôi có thể chọn một cái thằng nào có mái tóc mà tôi hâm mộ, tôi thử xem mặt tôi có hợp không để trước khi tôi cắt chứ. Nhưng mày cắt xong thì xấu sao? Đúng không? Ok, thì để muốn làm điều đấy tôi sẽ ấn vào Ctrl No. Chúng ta sẽ chọn vào ổ E. Chúng ta sẽ chọn vào cái anh sẽ làm với đàn ông. Chúng ta sẽ chọn vào dạy Photoshop. Chỉ trong phần này anh đã ra vùng chọn. Đấy thì cái bài này thì anh đã làm cho các bạn xem rồi ở trên mạng. Chúng ta sẽ có hai cái hình ảnh. Thì các bạn sẽ nhận xét rằng là cái mặt của đồng chí 1 và mặt của đồng chí 2 là hai mặt tông màu khác nhau.
Em hiểu cái này chưa? Vậy thì để muốn ghép được điều này thì chúng ta sẽ dùng một chiêu thức như sau. À, em có thể ghép cái mặt thằng này sang thằng này hoặc ngược lại. Thấy chưa? Thì với cái chiêu thức này thì người ta chỉ cần dùng một cái công cụ lasso. Lasso là công cụ vùng chọn tự do. Em nhìn vùng chọn tự do chưa? Nhưng nguyên tắc cái này có để ý một tí là không làm những đối tượng mà có mái tóc che vào. Có nghĩa là mái tóc em chạy phủ phủ xuống ấy mà chúng ta hòa trộn thì nó sẽ bị nhèm, nó bị nem nhem. Hiểu không? Nên anh chỉ cần chọn những cái thằng mà nó mặt lên như này thôi, nó sẽ dễ đẹp hơn. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta đi này, nhìn này, vùng chọn đi rất là cẩn thận. À, ok. Đấy, râu ria chắc gì đã hay đâu. Đấy, nhìn chưa? Em cắt được cái phần mặt đó là Ctrl gì? Ctrl C. Sau đó sang bên này, anh chưa chúng ta sẽ ấn vào Ctrl về. Nhìn này chưa? Sau khi xong, chúng ta có thể lựa chọn bằng Ctrl T, chúng ta thu nhỏ cái hình này lại. Và em phải nhớ một điều rằng không biết là mình thu nhỏ này có hợp lý không thì chúng ta phải làm gì? Ăn cắn rét lại á, đặt 50%. Biết 50% ạ. Vậy thì như này thì khi mà chúng ta ấn vào Ctrl T thì chúng ta biết hướng vào cái mắt ở vị trí đỡ phải làm. Nhảy được chưa? Tầm nhảy là hợp lý đúng không? Ok. Hoặc là em có thể làm sao? Okay. Bởi vì cái khuôn mặt của hai thằng nó không có đều nhau lắm đâu nhá. Một thằng mặt ngắn, một thằng mặt dài đấy. Ok, bạn có thể xoay cái vị trí này một tí được không ạ? Ok, mồm nhai được chưa? Hay là phải cần phải to ra hay là tầm này được rồi. Chắc có lẽ nhai. Em thôi. Và sau khi hợp lý rồi thì em sẽ đẩy 100% lên thì các bạn sẽ thấy là mặt tôi bắt đầu được rồi đấy. V trở về vị trí và dịch chuyển nhai. Đúng không? Theo nguyên tắc của mạnh vá là người ta phải làm chiêu thức gì? Có phải giữ Ctrl và tích thẳng vào đây ơi chỗ này không ạ? Đúng chưa? Sau đó thì ở đây em biết là đây là một cái vùng chọn mà dạng phức tạp bởi vì em có thấy nó theo hình tròn không ạ? Mà để muốn nhỏ lại mà đều nhau thì người ta mới dùng một chiêu thức đó là dùng select chọn vào modify, nó sẽ có expand và contract hai là cái giá trị. Nhìn chưa? Để muốn làm nhỏ và to vùng chọn ở dạng gì? Phức tạp. Ở dạng hình phức tạp, chúng ta dùng lệnh như sau: select chọn vào modify và chọn vào expand hoặc là contract. Nhìn này chỗ này chưa? Hai giá trị này là to và nhỏ nhá. Thì các bạn cứ ghi xong cái lệnh này đã rồi bắt đầu chúng ta làm nhá. Xong cái nào to này nhỏ thì bây giờ chúng ta nhìn vào đây đã. Ok, nhìn này. Anh sẽ chọn vào expand. Anh sẽ đánh là số 6. Nhìn số 6 chưa? Đây là expand nhá, em nhìn nữa, ấn ok. Em có thể hình này nó to ra không ạ? Và to ra nhưng mà to ra theo tỷ lệ đồng dạng, em nhìn từ mép đây đến đây bằng từ mép đến đây và từ đây mép đây và từ đây đến đây bằng nhau. Hiểu cái này không ạ? À, có nhiều người bảo như, anh Khánh ơi tại sao anh không quay trở lại vùng chọn rồi anh chuột phải chọn vào transform selection, đúng không em? Và lúc này em sẽ dùng an ship em thu nhỏ nhai thì tôi đảm bảo cho bạn biết rằng là những cái vị trí từ đây đến đây không bao giờ bằng từ đây đến đây đâu ạ. Em hiểu cái này chưa ạ? Để muốn bằng nhau một cách đúng nghĩa người ta mới dùng cái chiêu thức vừa rồi, đúng không ạ? Thì anh sẽ chọn vào select, anh chọn vào modify và chọn vào expand chính là làm to, còn contract là làm gì? Làm nhỏ. Vậy thì có phải chúng ta đang làm nhỏ không ạ? À? Ok, làm nhỏ thôi. Em nhìn thấy hai mặt tông màu khác nhau chưa? Đây là cách ghép mà một thằng mặt đen với thằng mặt trắng vào nhau đấy ạ. Nên là tôi có thể ghép mặt tôi vào người khác được. Người cực kỳ đô nhá. Không phải người kiểu béo béo giống kiểu anh đâu. Nè, sau này. Đấy, sau 2 tháng tập gym, người mình đẹp như thế này. Ôi cơ anh xong múi rồi, nhiều người phát đổ xô đến xem anh gánh nhau không ngờ một múi. Nhìn này. Thì trong trường hợp mà con chắc này tôi sẽ đặt cho nó giá trị là số 6 và tôi ấn ok thì các bạn sẽ thấy là thu nhỏ lại chưa. Em thấy là tỷ lệ từ đây đến đây bằng với tỷ lệ từ đây đến đây và tất cả nó bằng nhau chưa. Thì lúc này em có thể dùng chiêu thức đó là phần phía dưới. Em nhìn thấy đề ảnh phía dưới chưa? Anh cắt bỏ cái ảnh phía trên đi, anh dùng áp dụng ảnh dưới anh xóa đi. Tại vì nguyên tắc mạnh vá như vừa rồi nên là anh đặt cái thằng cậu bé vào trong hình tròn đấy là đơn giản đúng không? Ctrl D là rất lại vùng chọn, em nhìn này bật lên. Nhìn này, đặt cái này 50% để cho em nhìn thấy. Em có nhìn thấy nó to hơn chút xíu chưa? Ok, mảnh vá thì bao giờ cũng to hơn là miếng hình. Chọn đối tượng layer 1 và layer 2. Chúng ta chọn vào Edit, chúng ta chọn vào Auto Blend Layer. Và lúc này chúng ta chọn vào OK thì các bạn đã có một cái mặt. Rồi đấy. Ok.
Đẹp chưa? Và tất nhiên nếu mà để còn một vài cái chi tiết nó bị lỗi như này thì không khó lắm đối với anh, bởi vì là anh sẽ dùng công cụ xóa và tẩy. Thì tất nhiên là thằng này có râu và thằng kia không có râu thì đấy là chuyện đương nhiên, nhưng mà thằng này có vẻ là nó mới cạo râu xong nhưng mà nó mọc nó không được lung tung nè, hoặc là cái dao cạo râu của nó không được ngon lắm, củ lắm rồi, thỉnh thoảng chỗ cạo được chỗ, nhưng em có thấy là cái tông màu có giống nhau không? Ok, vậy thì các bạn có thể làm với con gái được rất là dễ dàng. Ví dụ Control O, chúng ta thử làm với con gái xem nhá. Chúng ta chọn vào OE, chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Chúng ta chọn vào mỹ phẩm. Trong phần mỹ phẩm của anh thì cũng khá là nhiều con gái. Nhưng cái này không áp dụng cho những đối tượng mặc nam 1 phần 2. Chỉ phải là chính diện nhá. Hiểu cái này không? Chỉ nhiều bạn mà áp dụng 1 phần 2 với lại cái này thì thôi tôi bó tay. Tóc tai, những cái thể loại này là khó này. Nhìn thấy không? Mình chọn chính diện nên nó dễ đẹp hơn. Đi kiếm thôi. Đây này, ví dụ mặt này là một này, nhìn chưa? Rồi, bây giờ mặt này là hai nhá, nhìn chưa? Thấy chưa? Hai mặt khác nhau đúng không? Rồi, từ đầu tiên chúng ta dùng công cụ Naso. Chúng ta tích vào đây. Đây là coi như là mặt chúng ta đi. Chúng ta đi. Không biết có đẹp hay xấu không? Tôi cắt cái mặt đã. Tôi chỉ cắt cái phần nào tôi cần lấy thôi. Ok. Ctrl X. Biết Ctrl X chưa? Ctrl X này là cắt luôn. Đỡ phải nào. Đằng nào cái ảnh này anh có dùng nữa đâu. Sau này đúng không? Ctrl V. Nhìn này chưa? Ảnh bé hơn thì em biết rồi đúng không? F. Đây. V. Đẩy sang bên này một tí. Chọn với 50%. Tại sao 50% biết rồi đúng không? Đẩy sang này. Ctrl gì? Ctrl T. Phóng to này ra một tí. Đẩy lên đây một tí. Nhìn này chưa? Ok, enter. Và đúng rồi, chúng ta đẩy 100% lên. Nhìn này, chỗ tóc này đang có vấn đề này. Chúng ta có thể đẩy giật này, Ctrl T. Đẩy lên một tẹo. Nó dính vào phần tóc này. Nó hay bị tí này, chỗ đây là cần phải phục chế đấy. Giữ Ctrl và tích thẳng vào layer thì em sẽ có được cái này. Và chúng ta chọn vào công cụ M, chuột Select, chọn Modify và chọn vào Contract để làm nó nhỏ lại sâu 6. Chọn vào biểu tượng dưới, nhớ phải mở khóa nhá, không mở khóa không làm được chiêu này đâu. Enter, xóa đi. Em nhìn anh xóa đi chưa? Thì xóa đi này, nhìn này, trên và dưới đây, nhìn này không? Sau đó chọn cả hai layer, chọn vào edit, chọn vào auto blend layer. Lúc này chúng ta ấn ok, cái ảnh số 1 và số 2 đã hợp thành một. Và lúc này em sẽ thấy rằng là chúng ta có một cảnh, nhìn này chưa? Như em thấy là chỗ này nó bị nhòe không ạ? Bởi vì nó dính một tí tóc ở chỗ đấy, đấy. Nên là da mặt phải ốp với da mặt. Bởi vì da mặt mình nhuyễn được với da mặt. Trên da mặt mình nhuyễn với tóc thì cái tóc nó sẽ được nhòe sang. Nên nó sẽ bị như vậy. Đây là cách người ta gọi là lấy tông màu của đối tượng gốc. Nhưng cái màu nào đi với màu đấy, phần nào đi với phần đấy. Hiểu cái này không ạ? Okay. Vậy thì em có thể ghép bất cứ một đối tượng nào trong. Bởi vì là liên quan nhiều lúc mà em ghép một đối tượng nhưng mà trong cái không gian, thời gian lúc đấy khó không ạ? Khó, chỉnh màu theo cái đúng tông kiểu đấy là khó đấy ạ. Đúng không? Em chụp buổi sáng hết, chụp buổi chiều chứ. Em chụp ở Việt Nam khác với chụp bên Pháp chứ ạ. Vậy em muốn lấy tông màu Pháp thì em phải làm sao cho nhuyễn màu nó vào. Bởi vì có nhiều người bảo anh ơi vậy thì nhưng mà nhuyễn rồi thì, nhưng mà em thấy nó cứ bị nhòe nhòe ra lên. Em ơi, em muốn làm chính xác em phải làm hai lần. Đầu tiên lớp ảnh gốc em để nguyên. Em copy lớp ảnh gốc em thành ảnh thứ hai. Em cho cái ảnh cái cô gái đấy vào để nhuyễn lấy tông màu của cái ảnh gốc đã. Sau đấy khi dùng pen em mới dùng pen em đổ theo cái hình cô gái đấy, em cắt cái phất cái phần nền thừa nhòe nhòe đi thì có phải em được cô gái được nằm trên cái nền ảnh gốc nhưng lại cùng tông không ạ? Đó, cái này em phải tư duy nhá, chứ không phải bạn ạ. À, ôi anh em làm nhà nhưng nó bị nhòe chỗ này. Đúng rồi, thế này thì bây giờ em cắt làm sao nữa à? Đúng không? Bây giờ nó trở thành một mà. Hiểu chưa? Nên đây là một trong những phương pháp người ta gọi là ghép mặt, ghép đối tượng. Nhưng áp dụng cho đó là 1/2. Áp dụng ghép ảnh vào theo một tông màu cùng với giá trị của thời gian như vừa rồi. Thì chúng ta sẽ làm với cái này và cái này. Hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì mặt mình có thể ghép vào đâu, xem đầu mình có hợp được không? Ok, cứ chụp mặt mình xong rồi ghép vào. Hợp ngay biết ngay mà. Hiểu cái này chưa? Ok, bài hôm nay anh sẽ kết thúc ở đây và chúng ta sẽ ngồi và thực hành so từ bài 2 bây giờ đến bài 4 rồi nhá, cho chuẩn xác. Tại vì anh chưa nhìn thấy cái kết quả của các bạn. Các bạn làm xong bài các bạn gửi lên trên
trên cái page vừa rồi, cái nhóm vừa rồi của mình, để anh xem là em đang đứng ở đâu, em bị khúc mắc cái gì thì anh còn giải quyết được, chứ anh vẫn chưa nhìn thấy kết quả nha. Ok.